Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về. Vâng, ngày đầu tiên đi học, chúng em đã được nghe thầy giảng bài. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, đã mang đến cho em bài học đầu tiên có hình núi sông, có những cánh đồng, có lời ru ấm êm của mẹ. Cảm ơn thầy, cảm ơn bài học đầu tiên đã cho chúng em những ước mơ tới chân trời rộng mở bằng con đường tương lai xây dựng đất nước đẹp giàu. Bài múa, bài học đầu tiên của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn sẽ đến với chúng ta qua cách thể hiện của các em học sinh lớp 6A. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, các thầy cô và các em chúng ta cùng thưởng thức.